Chojinbe, đội trưởng đội thanh tra. Vậy là nhà đó chính là nhà của đội trưởng Cho hay sao hả? Đội trưởng Chojinbe. Rất cực khổ khi bỏ nhà đi đúng hay không? Tạm thời em hãy nghỉ ngơi đi nha. Anh à. Ừ? Giá như lúc đó em chịu nghe lời anh, chuẩn bị xin việc làm và học thêm lấy bằng cấp đó. Nếu em chịu nghe lời anh thì chắc là em không tới nỗi như bây giờ. Thì sao chứ, ở tuổi này của em có bao nhiêu người biết điều mình thích là gì và cố gắng để thực hiện công việc mình thích chứ. Anh đâu được sống như vậy đâu. Vậy thì sao chứ, em chỉ làm những việc tự dẫm lên chân mình và sống trong những sai lầm mà thôi. Georgia, cố lên. Lẽ nào anh nghĩ Achiba đã trị bệnh cho Kim Min Kyu hay sao? Kim Min Kyu nghĩ Georgia là Achiba, và cậu ấy nghĩ người mình yêu là robot Achiba. Ban đầu tôi đã rất giận. Dù sao không phải cảm ơn vì bệnh tình cậu ấy đã tốt hơn. Vấn đề tác dụng phụ thì phải làm sao đi. Bản thân cậu ấy nghĩ là mình yêu robot, cho nên hiện cậu ấy đang rất hoang mang. Nếu như hai người đó có bắt đầu lại từ đầu thì cũng có thể hy vọng đó. Anh có đủ dũng khí để nói ra sự thật hay không? Sự thật Achiba không phải là robot. Bị chảy máu rồi. Anh nấu cái gì mà cắt vào tay như vậy chứ? Và nụ hôn sẽ được thực hiện vào khoảnh khắc này. Không phải là robot. Ở nhà hả? Ừ. Ăn cơm chưa? Suýt chút nữa tôi đã khiến người khác chết rồi. Tâm trạng đâu mà ăn cơm nữa. Ngày hôm đó không phải anh đi tìm em đâu. Vậy thì lỗi tại ai chứ? Em đã bị hút hồn bởi 10 triệu won. Lẽ ra là anh cũng nên nói sự thật với em mới đúng. Giờ phải làm gì đây? Làm thử nghiệm. Là để kiểm tra thử xem khi anh luân phiên đưa con người và robot giống hệt con người đến nhà của đối tượng, xem ai giống con người hơn. Không phải em lừa dối, nhưng mà em phải lừa họ. Vì vậy sẽ đóng góp rất lớn trong việc phát triển robot. Em có điên mới đi tin chuyện kiểm tra mà anh vừa nói. Cho dù cũng thấy có một chút kỳ lạ, nhưng mà em đã không tìm hiểu và không suy nghĩ gì hết, bởi vì em thích làm điều đó. Cơ hội để em tách khỏi chuyện này đã đến rồi. Không chỉ là vì giúp cho Kim Minh Kiêu trị bệnh, với hình thức mới của nhập dữ liệu xong, robot mà anh làm ra đã chữa được bệnh cho con người. Anh cảm thấy rất vui. Vậy nên anh muốn nhìn thấy kết quả cuối cùng. Và trong quá trình đó, anh đã làm ngơ việc Kim Minh Kiêu phải chịu những tổn thương khác. Vậy cho nên trước đây anh nghĩ là nên nói sự thật ra trễ hơn hay sao? Đúng vậy. Ngày mai chúng ta hãy cùng nhau nói ra đi. Anh đã gọi tôi, thưa chủ nhân. Tôi đã lên danh sách những chiếc váy cô Derien đã mặc rồi.
A Di Đà. Khi tôi nhìn thấy cô, tôi cảm thấy rất khó khăn. Thưa chủ nhân, tôi đã làm gì sai vậy? Mỗi khi nhìn thấy cô, tôi lại biết được những việc nhưng mà tôi không thể làm là gì. Việc mà anh không thể làm cùng tôi là gì? Không phải vậy. Giờ tôi có thể làm mọi thứ. Chắc vậy mà. Có rất nhiều việc tôi muốn làm cùng với cô. Nhưng mà tôi không thể nhìn thấy cô già đi. Tôi cũng không thể nấu cơm cho cô ăn. Và cũng không còn sức để ôm cô được. Cô thì vẫn cứ như vậy. Còn tôi thì thay đổi. Tôi thay đổi mất rồi. Vì tâm hồn tôi đã lớn hơn trước, nên tôi không có tự tin. Có thể làm hết tất cả những điều bình thường đó. Chủ nhân đã nói là hãy cùng sống với nhau như bình thường mà. Tôi xin lỗi. Nhưng mà nhìn chủ nhân như là đang bị hình phạt vậy. Trông anh rất là đau khổ và buồn bã nữa. Chủ nhân của cô bộ dạng tệ hại lắm, đúng không? Dù chủ nhân có bộ dạng như thế nào thì vẫn luôn là chủ nhân của tôi. Hãy